Đau bụng quá. Em đợi anh về đưa tiền em đi mua cá nè. Tiền đâu? Mua ra sao? Đầu tư hết rồi. Mua vé số hết rồi. Nuôi giấc mộng đổi đời. Người đàn ông dồn tất cả hy vọng bạc tiền vào những tờ vé số. Cuộc đời mình trúng số rồi. Từ nay mình sẽ chia tay mấy cái nghèo này. Và sẵn sàng chối bỏ thực tại khi những tưởng ý nguyện đã đạt thành. Bây giờ tôi nói một là một, hai là hai. Mà không nghe là tôi đợi vật. Đi đâu đi, làm gì làm. Giờ có vé số rồi. Mình chuẩn bị ngồi trên đống tiền. Thế nhưng cuộc đời liệu có đẹp như ước mơ? Trời đối xử với con ác quá ông trời ơi. Con nghèo chứ con có làm gì tội tình gì đâu mà ông giận với con vậy. Cảm nhận những thông điệp nhân văn sâu sắc với câu chuyện Tấm Vé Số trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19h50 phút Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1.